anh ấy thực sự xứng đáng được gọi là con trai của thiên nhiên, Matt. Sống sót trong rừng nhiệt đới hoang dã đơn giản là quá dễ dàng đối với anh ta. Lột da lợn rừng. Thịt lợn rừng bên ngoài cháy đen, bên trong mềm mềm, ngon đến chảy nước miếng. Làm thế nào tôi có thể đến đây để sống sót trong vùng hoang dã? Benki, Gâu và Matt đi đến bờ biển kế díp. Ở đây có 500 km đảo núi lửa, rừng nhiệt đới rậm rạp giống như một mê cung khổng lồ. Bên trong không chỉ có nhiều loại thực vật có độc tính, ngoài ra cao, còn có côn trùng độc ẩn nấp trong các ngóc ngách, có nguy cơ tử vong nếu vô tình chạm vào. Đặc biệt là mũi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết. Nếu bị nhiễm virus, bạn sẽ trải qua cảm giác sống còn tệ hơn cả cái chết. Hai người họ sẽ trở thành thức ăn trong rừng nhiệt đới. Bạn muốn thử thách sinh tồn nơi hoang dã ở đây? Kỹ thuật sinh tồn, nó phải ở cấp độ chính. Phải làm gì để sống sót sau khi bị lạc và thành công xây dựng một xã hội văn minh? Cơ hội được cứu trên đảo nói chung là ở bãi biển. Nhưng khi họ đến được bờ biển một cách khó khăn, lúc này tôi mới nhận ra nơi này là một vách đá. Đóng một chiếc bè và ra khơi. Điều đó không khác gì tìm đến cái chết. Tài nguyên ven biển trống trải rất nghèo nàn, không có cách nào để tồn tại trong một thời gian dài. Hãy xem liệu chúng ta có thể tìm thấy một xã hội văn minh không. Đi sang phía bên kia của hòn đảo, mặc dù rừng nhiệt đới rậm rạp khiến việc đi lại rất chậm và có đủ loại mối đe dọa chết người ẩn giấu bên trong, như vậy vẫn tốt hơn là nằm trên bãi biển chờ chết. Cơn mưa lớn bất chợt khiến cả hai ướt sũng. Nó sắp đến rồi, trời tối, họ phải nắm bắt thời gian để dựng lều và sống. Nếu không, các triệu chứng hạ thân nhiệt có thể xảy ra. Trên đường đi tìm địa điểm thích hợp để dựng trại, Matt cũng tìm thấy dấu vết của lợn rừng còn tươi trên mặt đất. Họ quyết định bắt một con để ăn sau. Hai ngày nay hai người chưa ăn gì. Tôi đã đói lâu rồi, ngực áp vào lưng. Cả hai bắt đầu làm việc cùng nhau, chuyển đi tìm nguyên liệu xây dựng trại. Matt có trách nhiệm tìm địa điểm để xây dựng nơi trú ẩn. Mới bước được hai bước, anh ấy đã tìm được một vị trí hoàn hảo để dựng trại. Xung quanh có rất nhiều hoa nở. Bạn có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa mọi lúc trong khi ngủ. Phía sau có một tảng đá lớn có thể dùng làm điểm tựa. Chỉ cần thiết lập hai nhánh bằng nĩa. Hãy tìm nó như một cây cột. Những cành cây là khung lều và mái nhà được bao phủ bởi lá dương xì độc đáo của rừng nhiệt đới để tránh bị côn trùng tấn công khi ngủ vào ban đêm. Cũng sử dụng các nhánh để xây dựng một nền tảng trên mặt đất. Lều ngoài trời sang trọng của họ đã hoàn thành. Nhiệm vụ tiếp theo là sống. Trời vừa mưa và mọi thứ trong rừng đều ẩm ướt. Muốn sống một cuộc sống đặc biệt khó khăn, Matt được mệnh danh là con trai của thiên nhiên. Thứ mà Matt sẽ sử dụng lần này là phương pháp sinh mệnh lửa. Miễn là tốc độ ma sát đủ nhanh, nhận được tia lửa đốt. Ban đầu tôi nghĩ mình phải thay đổi để thành công. Không ngờ đây chỉ là lần đầu tiên tia lửa bị dập tắt. Anh ấy thực sự xứng đáng là bậc thầy sinh tồn ngoài lửa. Trời. Tiếp theo, đã đến lúc nghĩ cách chuẩn bị lúc bữa này, tối. Gâu và Matt đã xảy ra bất đồng quan điểm. Lời khuyên của Gâu là hãy đặt bẫy săn, tận dụng ổ gà được phát hiện để bắt lợn rừng. Vấn đề với việc đặt bẫy là phải suy bắt nghĩ. Bắt lợn rừng phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn. Tôi chỉ có thể bàng hoàng ở lại trại một cách thụ động. Chỉ cần bạn đủ may mắn, bạn có thể ăn thịt lợn rừng vào sáng hôm sau. Mặt khác, Matt lại thích săn bắn bằng chính đôi tay dựa của vào mình. Bẫy thì quá bất ổn. Vì có những khác biệt, sau đó hãy chia nhau ra và đặt bẫy để đi săn. Và Matt áp dụng phương pháp săn phi tiêu thu nhỏ. Chìa khóa để làm phi tiêu có tốt là phi tiêu phải thẳng. Điều này sẽ đảm bảo độ chính xác của cú đánh. Vào rừng lần theo dấu vết lợn rừng để tìm kiếm. Chẳng mấy chốc Matt đã phát hiện ra con lợn rừng đang kiếm ăn. Bởi vì tầm tấn công hiệu quả của ngọn giáo rất phải từ từ chạm vào con lợn rừng trong vòng 5m. Đây là một phương pháp săn rất kỹ thuật. Thấy chúng tôi chỉ cách con lợn rừng 5m, ngọn giáo lập tức được phóng đi và trúng con lợn rừng. Giảm đau khổ cho lợn rừng, anh ấy thực sự là một đứa con của tự nhiên. Bị bỏ đói 2 ngày, bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể có một bữa ăn ngon. Khi Gâu còn ở trong trại, chờ con mồi bước vào bẫy, Matt đã quay lại với con lợn rừng được bọc lại. Điều này khiến Gâu bị sốc, nhìn miếng thịt lợn rừng mà chảy nước miếng. Nhưng Gâu không ở lại trại suốt, anh ấy cũng đào một củ khoai mỡ trên núi. Lúc này anh ấy đang nướng khoai mỡ và đợi Matt quay lại. Tôi chỉ không mong đợi nó. Matt mang đến một bất ngờ lớn. Xây một lò nướng từ cành cây trên ngọn lửa. Sau đó bẻ heo thành nhiều miếng lớn. Đặt nó lên vị nướng và từ từ hút. Thật là một bữa ăn đáng ghen tị. Ngồi trên thảm cỏ mềm mại và thoải mái. Mùi thơm của thịt nướng và hoa bao quanh chóp mũi. Ăn khoai lang nướng nóng. Sống sót ở nơi hoang dã như vậy đơn giản là quá thoải mái. Khi bạn no, việc đi đường sẽ nhanh hơn. Rừng nhiệt đới tìm ra con đường tốt nhất để văn minh hóa xã hội. Vì phần lớn người dân sống ven sông có nguồn nước, nhưng đi bộ dọc sông cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Một hẻm núi có rãnh xuất hiện trước mặt họ và có một thác nước nhỏ phía trước nó. Nếu con đường phía trước là ngõ cụt thì sẽ không có đường đi lên. Và bây giờ đang là mùa mưa. Một khi lũ quét xảy ra, hai người chỉ có thể chờ chết. Nhưng nếu quay lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Họ quyết định để Matt đi khám phá con đường trước. Bằng cách này, ngay cả khi có một cây cầu cụt phía trước, chẳng mấy chốc Matt đã đến với tin vui. Vượt phía trước là an toàn. Vấn đề duy nhất là có một thác nước cao 10m. Nước bên dưới có màu rất tối. Nhưng nhảy là một hành sáu rất nguy hiểm. Khi ở dưới nước có những khúc gỗ ẩn và những tảng đá nổi lên. Nếu bạn nhảy xuống, có thể bạn sẽ nhưng bị bây ngã. Giờ không còn đường quay lại. Hai người chỉ có thể cắn răng nhảy xuống. May mắn thay, không có gì ẩn trong nước ở đây. Nếu không, hai người họ sẽ trở thành thức ăn gia súc sau của khi yêu. Đi qua hẻm núi rãnh, dòng sông dần trở nên rộng hơn, trở lại khu rừng nhiệt đới bằng phẳng hơn, đi xuống thấp hơn, thảm thực vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Và Matt
Người có thính giác nhạy bén đã nghe thấy một âm thanh lạ. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, họ chắc chắn đó là âm thanh của sóng. Nhưng nếu bên này cũng là một bờ biển dốc và nguồn tài nguyên nghèo nàn, sau đó họ sẽ quay lại rừng nhiệt đới lần nữa. May mắn thay ở đây không có vách đá dựng đứng và xã hội văn minh. Hầu hết mọi người sẽ sống trong một môi trường như vậy. Bây giờ trời đang tối dần. Ngay khi hai người họ cảm thấy đã đến lúc bắt đầu dựng trại chưa? Đằng sau dặn san hô không xa, bỗng một chiếc thuyền đánh cá xuất hiện. Nhằm thách thức thành công rừng nhiệt đới Kejip nguy hiểm. Nếu bạn thấy hay hãy like và sub cho bọn mình nhé.